Quý vị, hòa nhập với môi trường sống và học tập tại nước sở tại luôn là khó khăn mà bất kỳ du học sinh Việt Nam nào cũng gặp phải trong giai đoạn đầu. Những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa đã khiến cho không ít du học sinh mệt mỏi và chán nản, thậm chí có ý định là quay trở về nước. Vậy làm sao để có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới để tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập của mình? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ và kinh nghiệm của Nguyễn Phượng Liên, một du học sinh Việt Nam tại Canada. Xin chào bạn, bạn hãy chia sẻ những ngày đầu bạn tới Canada thế nào? Đối với các bạn sinh viên khi mà mới bước chân tới một môi trường mới thì theo kinh nghiệm của bạn, họ nên làm những gì để có thể làm quen và hòa nhập một cách nhanh nhất? Lúc tôi mới đến đây thì nó lại vào khoảng tháng 12. Lúc đó là thời tiết đã vào đông rồi và nó thật sự rất là khác biệt so với lại ở Việt Nam. Nói trên là có thể đến 30 độ cũng không, nên cố gắng bắt ép bản thân phải cố gắng hòa nhập nhanh chóng nhất có thể, bởi vì nó còn tùy thuộc vào bản thân của bạn cũng như là cái môi trường mà bạn mới đến. Điều quan trọng là bạn cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên, cứ sinh hoạt bình thường, bởi vì bạn có thể nhìn những người xung quanh, cách họ sống, cách họ cư xử như thế nào tại cái môi trường này, thì bạn cũng có thể nhìn đó, học tập theo, làm theo, rồi dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen của bạn và bạn sẽ cảm thấy rằng nó giống như là một phần của cuộc sống, thì đến lúc đó là tự nhiên bạn sẽ hòa nhập. Bạn hãy chia sẻ đôi chút lời khuyên dành cho những bạn sinh viên mà có dự định tới Canada học tập để họ có những ngày đầu thuận lợi và hòa nhập với môi trường mới. Một cái lời khuyên chân thành nhất dành cho các bạn vừa mới bước qua đây hoặc là đang và đã có ý định là sẽ du học ở Canada này, thì điều quan trọng nhất là bạn phải chân thành, phải đừng im lặng, bạn phải nói. Khi bạn nói thì người ta mới hiểu được là mình muốn gì, mình cần những gì và mình có cảm xúc như thế nào. Bởi vì chính cái việc bạn im lặng mới là tạo khoảng cách giữa bạn và những người xung quanh, những người mới bước vào cuộc sống của bạn. Khi bạn nói những điều muốn ra, những điều cơ bản nhất, thì bạn tự nhiên sẽ tạo được cái mối liên kết với những người xung quanh. Đó là cách để mà bạn sẽ hình thành những cái mối quan hệ và hình thành nên cuộc sống của bạn ở tại một môi trường mới. Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Vừa qua trong một cuộc thi